riêu ốc đậu chợ 5 đồng. Riêu đậu chợ 5 đồng. Siêu ốc đậu ngõ chợ 5 đồng. Con bún là bán từ sáng trưa. Riêu ốc đậu phải ăn nhiều rau. Nhiều rau sống rất là ngon. Chuyển lâu rồi. Sáng ra đi xuống không bao giờ bắt được trả tay. Không, sáng ra đi xuống thì đi trường đi xuống không bao giờ bắt. Đi lên thôi. Thì có cái điều hay là sáng là đấy, tối về lại tắt ở đường ra. Tối lên lại đi lại rồi. Béo là rồi. Sáng ra người ta đi làm lên gió đi xuống ở đâu nhỉ? Cái cơ tạo làm thế đấy ở đâu? Mày lại đi ở dần thôi. Mày cả mày đâm thẳng sang bên lũ sang, sang mày này ba luôn. Đi đường nào cũng được nhau.
Mang luôn nhé. Lát đấy là tiêu tỏ. Sang làm cái bọn bọn nó đâu giấy. Không đi bên đấy mà. Cô cháu ơi. Cho bác. Hai chân màu xanh nhá. Đi quen mà đi vài bữa là quen đường. Bác nhanh. Đi chơi mà. Mày đi học tàu đi học tàu. Tàu cũng tàu chơi. Đó là đi học không mấy khi làm đấy. Đọc ngày bình bờ không đi mẹ cứ lượn lượn quanh quanh mấy cửa hàng anh em gì các bạn xem video nhớ bấm vào đăng ký ủng hộ kênh mình nhé, xin cảm ơn.